Đang làm ruộng nghỉ giải lao, năm cô gái bất ngờ nhảy đoạn ngẫu hứng làm đốn tim dân mạng. Mới đây trên mạng xã hội, mọi người đang truyền tay nhau một đoạn clip vô cùng hài hước đáng yêu khi một nhóm gồm 5 người phụ nữ đã tranh thủ trong lúc làm ruộng liền nhảy ngẫu hứng trên nền nhạc trẻ trung, khiến cư dân mạng khùng khỏi trầm trồ thích thú. Từ đoạn clip được đăng tải có thể thấy, một tốp gồm 5 người phụ nữ đang đứng trên bờ đê ở ngoài đồng ruộng, phía sau lưng toàn lúa chín với khung cảnh hết sức nền thơ trữ tình, đậm chất miền quê Việt Nam. 5 cô gái đang mặc bộ đồ làm ruộng với quần áo dài tay, chân măng ủng, đầu đội mũ kín mít, rồi sau đó dàn thành một hàng ngang đồng đều. Trên nền nhạc trẻ trung vang lên, cả 5 người đồng loạt nhảy hết sức điêu luyện và đều rắp. Điều đáng nói, đây là một bản nhạc khá năng động, được rất nhiều bạn trẻ trên TikTok yêu thích, nhưng những cô gái ở đây lại nhảy hết sức thuần thục, thậm chí từng động tác nhún nhảy uốn éo cũng rất đậm chất Gen Z. Đoạn nhảy ngẫu hứng của 5 người phụ nữ làm ruộng sau khi viral trên các diễn đàn đã khiến nhiều người thích thú. Không ít bạn trẻ thắc mắc rằng, chắc hẳn các cô ở đây đã nghe và tập bài này rất nhiều lần thì mới có thể nhảy đẹp đến như thế. Thậm chí bản thân mình là Gen Z chính hiệu cũng không thể nhún nhảy dẻo dai như kia. Hoặc rất có thể đây là một nhóm nhảy nào đó chỉ là đang mượn bộ đồ của các cô nông dân để hóa trang mà thôi. Trừ khi bạn sinh ra là dancer nhưng bố mẹ lại bắt đi làm ruộng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin nhanh 3 phút. Nhớ nhấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé.